bệnh bạch hầu và phụ nữ mang thai theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC Hoa Kỳ, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thậm chí là phụ nữ đang mang thai vẫn được khuyến cáo tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu. Vaccine này có thể tiêm nhắc lại mỗi 10 năm một lần cho người lớn hoặc tiêm mỗi lần mang thai. 1. Bệnh bạch hầu là gì? Bạch hầu là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính do độc tố bạch hầu được sản xuất bởi trực khuẩn gam dương Corynebacterium diphtheria hoặc một vài chủng khác như Corynebacterium uzan2c do tuberculosis. Bạch hầu bám trên bề mặt của họng và lây truyền theo hai con đường sau: đường hô hấp, hít phải vi khuẩn bạch hầu từ dịch tiết trong không khí của người nhiễm bệnh, tiếp xúc với những đồ dùng có chứa vi khuẩn từ người nhiễm bệnh. 2. Những triệu chứng bệnh bạch hầu và phụ nữ mang thai. Những triệu chứng của bệnh bạch hầu thường xuất hiện từ 2 đến 5 ngày sau khi nhiễm bệnh: mệt mỏi, khó chịu, ớn lạnh hoặc sốt nhẹ thoáng qua, đau họng, khan giọng, ban đỏ nhẹ ở hầu họng, màng nhầy trắng, xám, dày bám chặt vào vùng họng, amidan, nổi hạch to ở cổ, khó thở, thở nhanh. Bạch hầu cũng có thể gây những triệu chứng trên da, thể bạch hầu trên da, ít gặp, sần da, đỏ da, sưng và đau. Những vết loét trên da có thể được bao phủ bởi màng xám. Nếu không được điều trị, bạch hầu có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan hô hấp, tắc nghẽn đường thở, cơ quan tim mạch, viêm cơ tim, hệ thần kinh, tổn thương thần kinh cơ gây liệt cơ hô hấp, liệt vận động. Tỷ lệ chết 5-10% theo WHO, tỷ lệ tử vong cao hơn ở trẻ em. Nếu được điều trị, tỷ lệ phục hồi cao, tuy nhiên thời gian phục hồi chậm. Ở phụ nữ mang thai, việc nhiễm bạch hầu có thể gây tử vong mẹ, thai lưu và đẻ non. Những người có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu: trẻ em hoặc người lớn không tiêm vaccine, người đi du lịch tới vùng có nhiễm khuẩn bạch hầu, người sống trong cộng đồng có điều kiện sống thấp. 3. Điều trị: A. Kháng sinh, ezomi hoặc penicillin. B. Kháng độc tố, tiêm bắp hoặc tĩnh mạch. C. Điều trị các triệu chứng đi kèm. Những khuyến cáo mới về tiêm chủng ngừa Tdap theo ACOG, Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ 2017. Phụ nữ có thai nên tiêm Tdap, vaccine phòng chống bạch hầu, ho gà, uốn ván ở tuổi thai 27-36 tuần. Phụ nữ có thai nên tiêm Tdap nhắc lở vào mỗi lần mang thai để đảm bảo nồng độ kháng thể cao nhất cho trẻ sơ sinh, sau sinh. Những người thân của bé bao gồm ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng nên tiêm vắc nếu trước đó chưa tiêm hoặc tiêm tối thiểu ít nhất 2 tháng trước khi tiếp xúc với bé. Phụ nữ sau sinh có thể tiêm Tdap nếu trước đó chưa bao giờ tiêm. Trong những trường hợp như dịch bệnh bùng phát hoặc bị vết thương xước, hở trên da, phụ nữ mang thai có thể tiêm Tdap bất cứ lúc nào. Nếu trong thai kỳ đã tiêm Tdap một lần, sẽ không cần tiêm nhắc lại ở tuổi thai 27-36 tuần. Như vậy, để bảo vệ sức khỏe của mẹ và bé tránh những biến chứng do bệnh bạch hầu gây nên, các thai phụ cần giữ vệ sinh cá nhân tốt, thường xuyên rửa tay, tránh tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh và tiêm ngừa bệnh.